Episode xin giới thiệu đến các bạn giày cầu lông Aeros 2 là sản phẩm giày cầu lông nhẹ nhất của Yonex. Những sản phẩm của hãng được sản xuất dựa trên quy trình đạt quy chuẩn mà chất lượng tốt đã được các tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp như Lee Chong Wei hay Lin Dan sử dụng trong thi đấu. Hãy cùng Episode khám phá sản phẩm này nhé. Sản phẩm với màu sắc trẻ trung, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, kiểu dáng mới cùng lớp đế và lót nhiều cải tiến. Một tính năng đặc biệt dựa trên sản phẩm giày cầu lông Power Cushion Aeros 2 là sản phẩm có trọng lượng nhẹ nhất của nhãn hàng Yonex, chỉ 270g và có sự thông gió rất tốt với sự kết hợp giữa da PU bền bỉ và lưới thoát khí. Giày Yonex thiết kế với công nghệ mới giúp giảm lực tác dụng vào ngón chân, mang lại cảm giác thoải mái trong từng bước di chuyển, việc chuyển hướng đột ngột giờ đây không còn tạo áp lực quá lớn vào ngón chân cái. Sản phẩm được bán với giá cực kỳ ưu đãi tại Epishop. Để biết thêm thông tin chi tiết, mong vui lòng liên hệ hotline trên màn hình hoặc có thể đến cửa hàng tại địa chỉ số 9/70 ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like, subscribe và đón chờ những video tiếp theo của Epishop nhé!